chục, ba bó, năm chục. Dạ chào. Chào. Chào khán giả. Dạ chú này kêu gọi là chú Táo Quạ. Dạ. Đi ăn mình chỉ bệnh gì? Nói chung ăn thì nói chung ăn ngon thôi chứ bệnh thì không biết, nhưng mà có cái là chú rất là ngon. Dạ. Giá thời điểm này giá thời điểm này thì 12 13 ngàn. Nếu mà mua chục thì 11 12 ngàn. Tùy theo chú. Ờ. Nó trời hồ buồn chứ. Thì người đẹp này ở đâu mua vậy? Ở đây. Người đẹp ở thành phố Sa Đéc. Vậy là sang em ở đây là em chuyên bán về chuối hả? Dạ em chuyên bán về chuối, nhưng mà tất cả các loại trái cây. Nếu mà em thấy cái nào mà hợp với mà ở mà thị trường ở đây thì em lấy em mua. Dạ, em bán. Thì mận thời điểm này là bao nhiêu? Mận thời điểm này là 11 12 ngàn đó chú. Dạ. Ăn rất là ngọt. Mà trái nó rất là chín luôn. Nó mọng luôn, chín mọng luôn. Mận này kêu mận gì? Mận này ăn phước. Thì em bán chợ Sa Đéc này bao lâu rồi, chuyên gì mặt hàng? Dạ em bán cái chợ này khoảng chừng 10 năm rồi. Là chuyên về chuối, trái cây. Chuối, trái cây ha. Ừ. Mùa ha. Dạ theo mùa. Nói chung mùa nào mình thích mình bán gì bán nấy, tự do. Ngoài ra em đó có bán chuối xiêm đủ loại chuối. Dạ bán chú sim rồi sabo hay là gì tất cả loại chuối, chú cao chú già chú sáp, dạ chú ngự luôn, sabo luôn. Ờ sabo luôn. Để em ơi. Để em sao? Rồi. Thì nãy chú nhiều quá thôi vậy, cho nên để nhờ sang bỏ lên xích rồi đem đưa cho khách hàng. Dạ. Yeah.
đường Lê Dung. Cái này nhãn này nhãn Ido hay nhãn Thái đây? Thái. Để rề quý vị ra tới chợ mà có hay. Rẻ rề bà con ơi. Mức thảo. Dạ chôm chôm, chôm đẹp rồi anh ơi. Dạ. À, xin chào, mình bán chôm chôm ở đây là chợ Sa Đéc này. Dạ, là chôm chôm này ở đâu vậy cô? Dạ chôm chôm cây về Vĩnh Long á. Cầm cầm vô này hả? À, gần đó. Gần vô hả? À, gần vô đặng cô nói nghe. Dạ hả? Vĩnh Long là ở xã phường nào? Ờ cảm ơn á anh ơi. Cảm ơn ha. Ờ. Thì chôm chôm này giá thời điểm này sao có 25.000. 25.000. Cũng vừa rẻ vừa ngon cho bà con mình cúng lầm luôn. Chôm chôm này như vậy là trái vụ phải không cô? Trái vụ. Cái này là chôm chôm gì? À, chôm mà chôm chôm đường phải không? Không không, cái này tự nhiên hỏi nó kêu cái quên nhưng mà nó ngon phải không? Nó ngon. À, thì mình lấy từ cái mơn Vĩnh Long lên. Cảm ơn, cảm ơn. Để sao? Thì có 25.000 ký như vậy. Rẻ rề bà con ơi. Thì buổi chợ hôm nay so với chợ rằm khác thì mình làm sao cô ơi? Năm nay rằm này cũng bình thường, không có hút hàng mà cũng không có cái gì mắc hết trơn ơi. Không có chạy hàng. Trung bình thôi. À. Cũng trung bình thôi chứ không có gì. Đồ bán năm nay cũng bình thường chứ không có ngày này cũng như ngày thường chứ không có mắc. Rồi. Chợ rằm mà tháng Giêng mà giá nó không có được cao. Không có cao, không có mắc, nó không có. 25.000. 25.000. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn anh. Chúc cô mua mai bán đất nha. Rồi. Và đầu năm chúc gia đình an khang thịnh vượng nha. Dạ. Rồi sức khỏe ha. Dạ. Nổi rẻ quá rồi. Nổi rẻ quá quý vị ơi. Ấu nữ hoàng này ngon lắm nha quý vị. Rẻ quá rẻ. Có 10.000 ký. Ra tới chợ mà vậy là rẻ lắm. Hai ký 15.000, hai nhỏ nè. Sáu giờ mấy chợ vắng quá quý vị, chợ rằm gì là vắng lắm. Chợ rằm quá vắng. Thank you.
10.000 ký quý vị. Sân rễ rễ bữa da xanh bến tre 25.000 một ký, bữa này là bao ngon luôn. Bao ngon mà bao ngọt luôn hả? Ngon luôn, ngon cực kỳ ngon luôn. Bán chạy xe đét nha quý vị. Đi đi đi. Không có. Nếu mà giờ mình lấy đại về bên đây nè. Đó, ở trên này đẹp hơn. Bao ngon bao đẹp luôn hả? Bao ngon bao đẹp và bao ngon luôn. Dạ. Nó có 20.000 ngon xứng đáng rồi chị ơi. Đó. À, trái không không? Này. Cái lá đẹp luôn. 20.000 ký da xanh, da xanh có 20.000 nha, da xanh rất là đẹp. Này mới về luôn. Cái vùng Bến Tre thì nó là đặc sản hả? Đúng là đặc sản là vùng Bến Tre, Bến Tre ngon nhất. Dạ. Ủng hộ luôn, bốn trái. Bốn trái không? Nãy giờ bà chỉ nãy giờ bốn trái bữa không? Mình mua về cúng ông bà hả con? Dạ. Dạ. Thì bưởi so với giá như vậy thì so với năm rồi là có mắc không? Chắc là rẻ luôn, rẻ hơn năm rồi. Rẻ hơn năm rồi. Dạ. Năm nay rẻ hơn năm rồi. Mình ở phường xã nào mình chạy xe đét này? À, con ở tại xe đét luôn á. Tại xe đét luôn. Dạ. Thì chúc cô năm mới cũng gia đình dồi dào sức khỏe ha. Như vậy là mình xứ sở nào mà bán bưởi đây? Ở đây. Nhiêu ký? 20. 47, 94 ngàn. 94 ngàn. Như vậy là 94 ngàn hả? 4 trái bữa có 94 ngàn quá dễ luôn. Mình bán chợ này bao lâu rồi em trai? Bán mấy bán này à, bán năm mấy 2 năm nay à. À, là cái này là người yêu hay là sao? Cái này á, cái này là chị. Chị chứ không phải người yêu hả? Dạ, mình sống rồi. Dạ. Cảm ơn cô.
bông hồng này kêu bông hồng Pháp hay gì vậy cháu? Đẹp quá trời đẹp, quá xa đẹp. Còn với mấy bông nhỏ nhỏ này là gì con? Mấy bông nhỏ nhỏ này nè, kêu là gì? À, bông gì? Bông đỏ đỏ này nè. Thí liễu hả? Anh liễu hả? Cái năm nay cái bông này so với năm rồi sao cô? Bông là lạc này nè. Xin chào anh. Thì năm nay cái bông hoa Đà Lạt mình với cái chợ rằm này á, thì giá cả nó sao anh? Nó cũng rẻ hơn năm Tết. Rẻ hơn nữa. Chợ rằm mình nó không có cao. Không có cao. Thì cái sức mua so với năm rồi chợ rằm thì sao? Thì nó cũng giảm hơn tí. Dạ. Giảm hơn. Mình ở đây là quầy ở đây là tên gì? Hoa tươi Mỹ Tiên. Mỹ Tiên nha quý vị. Quý vị cái bên cửa đó diện cửa mắt chợ xét. Sức mua năm nay so với năm rồi thì không bằng. Bằng không? Chợ rằm á? Không, không ít hơn năm ngoái 1%. Dạ. Thì qua tôi Mỹ Tiên này thì đối diện với cửa Bắc ha. Đúng rồi, cửa Bắc chợ Đét rồi. Chợ Chợ Đét ha. Thì đây ban đêm nè. Đây là nhìn ra quốc lộ 80 cũ hoặc là đường Nguyễn Tân Sắc đó quý vị. Còn ở đây nhìn ra đây là đường Trần Hưng Đạo á, chợ thực phẩm xưa. Thì chúc anh bạn đây rồi một năm mới dồi dào sức khỏe, mua mai bán đắt. Dạ. Dạ, vạn sự nhí nha. Dạ. Dạ. Hoa này cúc vàng. Cúc vàng đây. Rồi này mai tứ quý, hoa ly. Này bông chúa. Chậm. Cái này gì? Bông chúa AT. Cái này gì? Cúc lưới trắng. Dạ, ở đây. Cái này hoàng anh. Dạ, đây. Cái này nữ hoàng tím. Hoa ly còn gọi là hoa bách hợp. Rồi hoa huệ còn gọi là hoa lai ơn. Vừa trắng vừa đỏ luôn ha. Rồi, thanh liễu này. Đây là kim cương. Còn đây? Đây là cẩm nhung, cẩm chướng. Đó là lưới vàng. Còn này là thanh liễu. Này là thảo. Chậm. Cái bông huệ này là của xứ sở nào vậy? Xứ sở mình đây, bên Lai Dung. Thì ai có đến Sa Đéc thì nhớ ghé Hoa Tươi Mỹ Tiên. Mỹ Tiên nha quý vị. Cửa Bắc nha. Rồi. Cửa Bắc Sa Đéc đây. Cửa Bắc Sa Đéc nha. Thấy không? Quay hả? Thấy.